Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào đang dùng điện thoại iPhone, các bạn có thể xóa nhanh cái bộ nhớ tạm thời ở trên điện thoại iPhone khi các bạn sử dụng các cái ứng dụng nhé. Rồi, như thế nào được gọi là bộ nhớ tạm thời ở trên điện thoại iPhone? Bình thường khi các bạn sử dụng điện thoại, các bạn truy cập vào một bất kỳ một cái trang nào đó ấy, mà có cái đường liên kết, mà các bạn sẽ thấy rằng có cái chữ sao chép ở đây này. Đó, sao chép, ví dụ như mình sẽ chọn là sao chép ở đây. Đấy, sao chép này. Thì đó chính là cái phần sao chép, đấy là cái phần bộ nhớ tạm, nhớ tạm thời, để khi mà các bạn gửi cho người thân bạn bè này. Đấy, ví dụ như mình vào, mình gửi cho một cái người bạn ở trên điện thoại. Đấy, gửi cái đường liên kết đó để cho người bạn bè đó thấy và truy cập đấy. Thì đây chính là cái phần là bộ nhớ tạm. Khi các bạn gửi xong ấy, các bạn thoát ra hoặc là các bạn làm một việc gì đó ấy, mà các bạn nhấn vào cái phần muốn sao chép ấy, thì nó vẫn còn hiện chữ dán ở đây, tức là vẫn còn cái phần bộ nhớ tạm đó, thì chính là cái phần bộ nhớ tạm và các bạn cần xóa nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn xóa cái phần bộ nhớ tạm đó. Thì đầu tiên các bạn, bạn nào sử dụng trình duyệt nào, các bạn hãy vào cho mình trình duyệt đó, để các bạn sẽ nhập cho mình cái trang phím tắt.vn nhé. Thì đây là các bạn chọn vào đấy, thì đây chính là cái phần là giao diện trong phím tắt. Thì tại trong phím tắt này, các bạn sẽ chọn cho mình cái từ, tức là cái phím tắt đó là clear. Đấy, đây, clear này, clipboard. Đấy, thì khi các bạn chọn vào thì đây chính là cái phần phím tắt này. Đây này, các bạn có thể nhìn rõ hơn. Thì chức năng của cái phím tắt này thì là xóa nhanh bộ nhớ tạm. Đấy, khi bạn sao chép một cái trang web hoặc là một cái trang nào đó thì các bạn muốn xóa, các bạn không muốn lưu nữa. Rồi, các bạn sẽ chọn cho mình là nhận phím tắt ở đây nhé. Đây này, các bạn nhấn vào nhận phím tắt. Đó, đây chính là cái phần phím tắt. Các bạn click vào thì các bạn đợi một chút, nó sẽ load ra và hiển thị với giao diện như thế này. Các bạn sẽ nhấn vào cho mình là thêm phím tắt ở đây. Đấy, thì tại đây này, các bạn sẽ thấy rằng cái phím tắt clear này, clipboard này, đấy, sẽ được hiển thị ở đây. Thì bây giờ các bạn muốn sử dụng thì các bạn chỉ việc nhấn vào thôi. Nhưng mà tuy nhiên, để mà đưa ra ngoài mình chính để cho dễ sử dụng ý, thì các bạn sẽ nhấn vào cái dấu ba chấm này. Đấy, các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là nút chia sẻ đây nhé. Các bạn chọn vào đó, và ở phía dưới các bạn sẽ thấy rằng có cái mục là thêm vào màn hình chính. Các bạn sẽ chọn vào cho mình mục thêm vào màn hình chính. Ở đây thì các bạn cũng có thể là thay đổi cái ảnh của nó đi. Đấy, ảnh đại diện này. Đấy, ví dụ như các bạn muốn thay đổi thành một cái biểu tượng khác, có cái mục là chụp ảnh này, chọn ảnh này, chọn tẹp này, thì các bạn có thể là thay ảnh khác. Nhưng theo mình, cái biểu tượng mặc định của nó là khá chuẩn rồi, biểu tượng là xóa nhé. Đấy, thì đây các bạn cũng có thể đổi tên. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đổi cho mình là xóa này, xóa bộ nhớ tạm nhé. Đấy, bộ nhớ tạm. Rồi, sau khi các bạn nhập tên xong, xóa bộ nhớ tạm xong, thì các bạn sẽ chọn cho mình là thêm nhé. Này, các bạn sẽ chọn cho mình là thêm ở đây, thì ngay lập tức sẽ chuyển ra màn hình chính của các bạn. Rồi các bạn chọn thêm này, đó. Và các bạn sẽ chọn là xong nhé. Xong, ok. Các bạn ra ngoài màn hình chính, các bạn kiểm tra. Đây, cái phần xóa bộ nhớ đệm ở đây, xóa bộ nhớ tạm ở đây, thì các bạn chỉ việc chọn vào. Đấy, là xóa xong nhé. Đấy, các bạn chọn cho phép này, lần đầu tiên các bạn chọn cho phép nhé. Đấy, vậy là xong. Các bạn chỉ việc một thao tác như này. Đấy, vậy là xong nhé. Bây giờ mình sẽ thử nhé. Rồi bây giờ mình đã sao chép một cái đường liên kết rồi, mình dán nhá. Đây này. Đấy. Vẫn còn nhá, đây này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Dán này. Ok. Bây giờ mình sẽ quay trở ra màn hình này. Mình sẽ dùng cái chức năng xóa bộ nhớ tạm này đi. Xóa này. Đấy, các bạn nhìn xóa nhá. Rồi mình sẽ vào lại cái phần Zalo này. Đấy, bây giờ mình sẽ nhấn giữ này. Đây là không còn nhá. Không còn cái bộ nhớ tạm đó nữa. Nó sẽ không còn hiển thị chữ dán ở đây nữa. Đấy. Vậy là đã thành công rồi các bạn nhá. Đấy, chúc các bạn có những cái trải nghiệm thật tốt ở trên cái tiện ích này. Thì đó là cách để các bạn có thể xóa cái bộ nhớ tạm thời cực kỳ đơn giản và nhanh chóng để cho các bạn có trải nghiệm tốt hơn khi các bạn dùng các cái ứng dụng nhé. Và nếu các bạn thấy hay, nhớ like video và đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.